Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiểu Phong bị tiết lộ uẩn khúc đằng sau cuộc hôn nhân. Mới đây, trang 163 vừa có một bài viết gây xôn xao cư dân mạng. Theo đó, một phóng viên thạo tin của giới giải trí đã làm livestream tiết lộ về thông tin nóng bỏng tay liên quan đến cặp đôi đình đám Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiểu Phong. Hóa ra, cuộc hôn nhân này của hai người hoàn toàn không êm đẹp như những gì công chúng vẫn tưởng. Theo đó, phóng viên này cho hay, việc Phùng Thiểu Phong ngoại tình là hoàn toàn có thật. Sau khi biết chuyện, Triệu Lệ Dĩnh đùng đùng đòi ly hôn. Vậy nhưng vì tình hình dịch bệnh Covid-19, mối quan hệ của cả hai có sự thay đổi lớn. Phùng Thiểu Phong thành tâm xin lỗi và nhận được sự tha thứ của vợ. Chính vì vậy, cặp đôi mới không tan đàn xẻ nghé. Phóng viên còn nói rõ, từ ngoại tình mà mình dùng là để ám chỉ scandal trong quá khứ của tài tử họ Phùng. Ngược lại, vào khoảng thời gian năm 2019, một hot girl trên mạng xã hội đã tự khoe chuyện Phùng Thiểu Phong ngoại tình với mình. Hot girl này còn tung ảnh chụp màn hình đoạn chat với bạn, tiết lộ rằng ông xã Triệu Lệ Dĩnh đã tới tận Thành Đô để thăm cô, cả hai gọi đồ ăn về nhà cùng thưởng thức. Đáng chú ý hơn, cô gái này còn tiết lộ rằng Phùng Thiểu Phong chịu kết hôn chỉ là vì nhà gái đã mang bầu. Ngoài ra, cô còn khoe món quà được bạn trai tặng, chứng minh mối quan hệ không hề đơn giản. Thời điểm scandal nổ ra, Phùng Thiểu Phong đã lên tiếng phủ nhận, thậm chí studio của nam diễn viên còn đưa vụ việc ra tòa, khởi tố kẻ tung tin đồn. Kết quả, Phùng Thiểu Phong thắng kiện với số tiền 25.000 tệ, tương đương gần 90 triệu đồng. Vậy nhưng, vẫn còn rất nhiều netizen tin vào việc Phùng Thiểu Phong tòng tèm bên ngoài. Cho tới tận bây giờ, bê bối này vẫn ảnh hưởng tới tên tuổi và hình ảnh của nam diễn viên. Về phần Triệu Lệ Dĩnh, các fan của cô cũng vô cùng bức xúc, thậm chí không ít người lên tiếng chỉ trích Phùng Thiểu Phong không ngay thẳng. Thêm vào đó, thời gian gần đây, vợ chồng Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiểu Phong liên tục đối mặt với tin đồn ly hôn khi không còn xuất hiện bên nhau hay bày tỏ tình cảm trên trang mạng xã hội. Trước đó, trang QQ đưa thông tin càng làm cho các fan hâm mộ của cặp đôi này lo lắng. Triệu Lệ Dĩnh vướng tin đồn ngoại tình và ly hôn, thậm chí còn lộ cả ảnh đi hầu rượu xếp lớn là tiêu đề của bài viết. Cụ thể, thời gian gần đây, một nguồn tin trong giới cho hay Triệu Lệ Dĩnh chính là nguyên nhân khiến cho cuộc hôn nhân của cả hai đổ vỡ. Theo đó, hàng tá cảnh Triệu Lệ Dĩnh đi ăn cùng một sếp lớn khiến người hâm mộ không biết đâu là thực hư. Sự nghiệp của mỹ nhân họ Triệu vốn tốt hơn chồng rất nhiều. Sau khi kết hôn xong, sự nghiệp của nam tài tử không vì đó mà tăng lên, ngược lại còn có chiều hướng đi xuống. Theo thời gian, mối quan hệ của cả hai trở nên nhạt nhòa, Triệu Lệ Dĩnh lại muốn leo cành cao, chính vì vậy đã bỏ rơi Phùng Thiểu Phong. Tuy nhiên, sau khi bài báo này đăng tải không lâu, netizen đã tìm ra được sự thật. Theo đó, đây là những tấm hình từ buổi gặp mặt giữa Triệu Lệ Dĩnh cùng đạo diễn, các nhân viên thuộc ekip bộ phim Hạnh Phúc Tới Vàng Gia, hoàn toàn không phải là cảnh đi hầu rượu xếp lớn mà các trang báo đăng tải. Ngoài ra, trang QQ cũng đã viết thêm rằng, hình ảnh hai vợ chồng Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiểu Phong dành chút thời gian ít ỏi để hẹn hò chớp nhoáng đã đập tan tin đồn rạn nứt giữa hai người. Cặp đôi mặc đồ màu đen và đeo khẩu trang cùng rời khỏi một nhà hàng ở Thượng Hải sau khi dùng bữa tối. Đây là hình ảnh chung hiếm hoi của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiểu Phong suốt thời gian qua, đặc biệt là khi cơn bão tin đồn rạn nứt hôn nhân giữa họ ngày càng lớn. Phùng Thiểu Phong và Triệu Lệ Dĩnh xác nhận đã trở thành vợ chồng khi đăng tải hình ảnh họ đi đăng ký kết hôn vào năm 2018. Quãng thời gian từ khi họ quen nhau, bén duyên tới khi xác nhận thành vợ chồng hợp pháp khá ngắn ngủi. Vì vậy, người hâm mộ thường nghi ngờ về mối quan hệ của hai người. Hiện tại, cả hai vợ chồng vẫn chưa đưa ra bất cứ phản hồi nào về thông tin mà phóng viên giải trí đăng tải. Fan của cặp đôi hy vọng rằng chuyện tình cảm của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiểu Phong sẽ sống yên biển lặng.